ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. Vừa cứng mà lại vừa mềm, giòn mà lại dai. Và đó chỉ có thể là bánh mì bột lọc. Thay vì bánh mì với các loại nhân quen thuộc như chả, ruốc, pate thì bánh mì ở đây lại chỉ có một loại nhân duy nhất là bánh bột lọc. Đây là loại bánh của những sự đối lập với lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, còn nhân lại mềm và dai. Gốc xuất xứ từ Huế, nhà em bán được 3 đời rồi. Bà ngoại em, mẹ em bây giờ là thế này. Vì bà ngoại em mới lấy chồng ở đây, sao quê hương nên hơn nhớ nhà nên làm cái món này ăn. Bây giờ đưa ra thị trường để cho người dân Đà Nẵng biết thêm về cái món này. Thường là bánh bột lọc là người ta sẽ để giống như là nhân tôm nè, nhân thịt nè. Mà còn cái này là vàng bạc để không biết là nhân gì đây. Dạ, đây là nhân đậu xanh, do hôm nay là ngày rằm của ngày Tết. Thường là em bán mặn. Có chả, có tôm, có thịt. Huyền, cho chú gọi bánh mì. Dạ. Chú biết tên chủ quán đây luôn gì, chắc là chú là khách quen hả? Ồ, hồi cùng mẹ cháu bán kia là chú đồ ăn rồi. Bữa nay là bán chay, chú ăn chay gì? Bình thường lúc trước chú có ăn chay không? Bình thường thì trước chú không ăn. Sau khi mà quán này nó mọc lên á, dạ, chú bắt đầu cho ăn thử thấy rất là ngon. Dạ, chú ăn luôn. À dạ, coi như là nhà hàng bánh mì bán mặn thì mình ăn mặn, còn bán chay thì mình ăn chay. Này là giống như đặc sản á. À dạ. Thì vừa thích ăn bánh mì nè, lại thích ăn bánh bột lọc nữa, mà bây giờ có cái món là hai trong một như vậy, đúng là còn được ước thấy như trong mơ. FLC Group, nhà đầu tư và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.